Sáng ngày 8 tháng 11, bà Nguyễn Đài Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thị xã Hòa Thành có buổi tiếp xúc hơn 80 cử tri xã Trường Đông. Cử tri xã Trường Đông kiến nghị ngành chức năng sớm di dời trụ điện tại hẻm 11 đường Nguyễn Lương Bằng, ấp Trường Đức, khảo sát nâng cấp hệ thống điện chợ Trường Đô để đảm bảo phòng chống cháy nổ, ngăn chặn người dân sử dụng xung điện đến bắt thủy sản trái phép quan tâm công tác quản lý hệ thống kênh bương đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho nông dân. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được lãnh đạo và chính quyền địa phương tiếp thu và giải trình thỏa đáng một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực, ngành mình phụ trách.